quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chuyên mục Bạn Có Biết, và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay sẽ là thông tin. Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn đã đầu tư mở rộng khoa phụ sản hiện đại tiện nghi để đáp ứng nhu cầu của thai phụ trong thành phố và các tỉnh lân cận. Với ưu thế của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn có đầy đủ các chuyên khoa như là cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, tim mạch v.v. cùng việc phối hợp chuyên môn với chuyên gia tại các bệnh viện lớn trong nước nhằm mang đến sự an toàn cho thai phụ và thai nhi. Sau hơn 18 năm hoạt động, Hoàng Mỹ Sài Gòn là bệnh viện tư nhân dẫn đầu với số lượng bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú trong hệ thống các bệnh viện tư nhân theo báo cáo của Sở Y tế năm 2014. Bệnh viện đã đầu tư mở rộng khoa phụ sản với hệ thống phòng dưỡng sinh khang trang, yên tĩnh, trang bị tiện nghi, thiết bị y tế chuyên dụng chăm sóc cho mẹ và bé. Đối với người chăm sóc sản phụ, bệnh viện trang bị truyền hình cáp, ghế giường ngay tại phòng dưỡng sinh để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc. Quý vị khán giả thân mến, và khi đăng ký sinh đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì thai phụ sẽ được bệnh viện tài trợ từ 20% đến 30% chi phí sinh trọn gói. Ngoài ra thì bệnh viện phục vụ dịch vụ xe cấp cứu đón sản phụ đến sinh miễn phí trong phạm vi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch vừa tổ chức tuyên truyền cổ động ngày thành lập ngành ngày 9 tháng 7 năm 1960 và phát động chiến dịch kích cầu nội địa với chủ đề Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò, góp phần của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khẳng định vai trò mũi nhọn của ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị, ngay sau lễ kỷ niệm và phát động chiến dịch kích cầu du lịch, hơn 200 sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đạp xe diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi toàn xã hội chung tay góp sức bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch.